Lịch trình điên rồ của Taylor Swift trở lại The Eras Tour, dự Super Bowl và ra mắt album mới, tham dự lễ trao giải Grammy lần thứ 66, giọng ca Anti-Hero chiến thắng ở hai hạng mục gồm album nhạc pop xuất sắc nhất và album của năm. Taylor Swift cũng bất ngờ thông báo sẽ sớm phát hành album phòng thu thứ 11 có tiêu đề The Tortured Poet Department vào ngày 19 tháng 4. Người hâm mộ thể hiện sự ngưỡng mộ đối với năng suất làm việc không ai sánh bằng của nữ ca sĩ. Ngay sau chiến thắng giòn giã tại Grammy năm nay, Taylor Swift chính thức quay lại với chuyến lưu diễn The Eras Tour, chặng tiếp theo vòng quanh thế giới với đêm mở màn tại Tokyo, Nhật Bản, vừa kết thúc 4 đêm diễn từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 10 tháng 2. Nữ ca sĩ sẽ bay trở lại Las Vegas, Hoa Kỳ để kịp tham dự trận siêu cúp bóng bầu dục Mỹ Super Bowl nhằm cổ vũ bạn trai. Super Bowl là sự kiện thể thao thường niên lớn nhất trong năm trên truyền hình Mỹ. Đội bóng của Travis Kelce sẽ tham gia tranh cúp vô địch vào 18 giờ 30 ngày 11 tháng 2 theo giờ Mỹ. Khoảng cách giữa lịch trình The Eras Tour tại Nhật Bản và sự kiện Super Bowl quá gần nhau khiến các Swiftie lo ngại nữ ca sĩ sẽ không thể trở về kịp thời để cổ vũ bạn trai. Đại sứ quán Nhật Bản tại Hoa Kỳ mới đây đã phải trấn an người hâm mộ trong một thông báo chính thức. Mặc dù chuyến bay kéo dài 12 tiếng và chênh lệch múi giờ 17 tiếng, chúng tôi có thể tự tin nói rằng nếu Taylor Swift rời Tokyo vào buổi tối sau đêm diễn, cô sẽ dễ dàng có mặt tại Las Vegas trước khi Super Bowl bắt đầu. Do chênh lệch múi giờ nên thời điểm Super Bowl diễn ra cách thời điểm đêm diễn cuối cùng của Tokyo kết thúc khoảng 32 tiếng. Cùng với việc Taylor Swift sở hữu phi cơ riêng để di chuyển, các Swiftie hoàn toàn có thể an tâm.